Đêm qua, tâm điểm của ngoại Anh là trận derby nước Anh giữa Man United và Liverpool. Hai đội bóng này gặp nhau ở thời điểm phong độ khá trái ngược. Ngoài ra, sân cỏ châu còn nhiều trận đấu hấp dẫn khác có sự xuất hiện của các đội bóng lớn. Hãy cùng cập nhật tất cả những diễn biến đáng chú ý nhất trong bản tin hôm nay. Casemiro sai lầm tai hại khiến MU thua tối mặt. Đêm qua, Man United đã khởi đầu không tồi trong cuộc đối đầu với Liverpool. Nửa hiệp đầu tiên, Quỷ Đỏ chơi tốt, tạo ra một số pha lên bóng đáng chú ý. Nhưng rồi thế trận của họ không còn được duy trì. Sau đó những sai lầm xuất hiện ở giữa sân lập tức khiến cho Quỷ Đỏ phải trả giá. Casemiro là người mắc lỗi trực tiếp khi chuyền hỏng vào chân của cầu thủ Liverpool khiến MU bị tấn công vỗ mặt. Luis Diaz là người đã tận dụng thời cơ đầu tiên để mở tỷ số. Sau đó tâm lý bị ảnh hưởng khiến cho Casemiro tiếp tục mắc sai lầm. Anh không giữ bóng chắc chắn và để cho cầu thủ Liverpool cướp được, dẫn đến bàn thua thứ hai. Cả hai bàn thắng này đều đến trong hiệp 1 theo kịch bản Salah kiến tạo và Diaz dứt điểm chính xác để ghi bàn. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Erik ten Hag buộc phải thay Casemiro rời sân, nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Collier. Nhưng MU vẫn chơi không khá hơn. Sau Casemiro, tới lượt Kobbie Mainoo mắc sai lầm khiến cho đội nhà phải nhận bàn thua thứ ba. Lần này Salah lập công, tiếp tục trở thành hung thần của Man United. Trong quãng thời gian còn lại, Liverpool giảm nhịp độ chiến đấu. MU nỗ lực tấn công nhưng tân binh Suárez quá kém duyên. Họ chấp nhận tịt ngòi và để thua trắng 0-3 trên sân nhà. Thất bại này khiến MU bị ảnh hưởng tâm lý không nhỏ. Còn Liverpool tiếp tục cuộc đua với Man City ở vị trí đầu bảng. Spurs thất bại, Chelsea hòa thất vọng. Sau chiến thắng vang dội ở vòng 2 trước Wolverhampton, Chelsea lại khiến cho cổ động viên trải qua cảm xúc thất vọng khi tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Dù đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Nicolas Jackson trong hiệp 1, song Chelsea không thể thắng. Họ để Eze gỡ hòa trong hiệp 2 và chấp nhận trận hòa 1-1. Như vậy Chelsea chưa thể thắng trên sân nhà mùa này. Trong khi đó, Tottenham còn gây thất vọng hơn khi làm khách trên sân trước Newcastle. Họ gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2 trước khi bị trích chòe đánh bại 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Isak. Spurs đang thể hiện phong độ rất bất ổn trong giai đoạn đầu mùa. Mbappe thông nòng tại La Liga. Đêm qua Real Madrid thi đấu trên sân nhà tại La Liga khi họ tiếp đón Real Betis. Những sự chờ đợi của kiền trắng dành cho Mbappe cuối cùng cũng được đền đáp ở trận đấu này. Sau hàng loạt cơ hội, cuối cùng Mbappe cũng đã ghi bàn khi dứt điểm chân trái tung lưới Betis trong hiệp 2 để mở tỷ số cho Real Madrid. Sau đó, cơ hội tiếp tục đến với Mbappe khi anh thực hiện quả phạt đền. Cầu thủ người Pháp một lần nữa đánh bại thủ môn đối phương để ghi bàn, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid. Thắng lợi này đã giải tỏa áp lực cho Real Madrid và cá nhân Mbappe để họ tự tin tiếp tục hành trình cạnh tranh với Barcelona đang có phong độ ấn tượng ở mùa giải này. PSG tiếp tục chiến thắng. Đêm qua, PSG có chuyến làm khách tới sân của Lille trong khuôn khổ Ligue 1. Đội hình gồm nhiều ngôi sao chất lượng của PSG không mất nhiều thời gian để tìm kiếm được bàn thắng. Khi Vitinha và Bacola đã giúp đội khách có được cách biệt 2 bàn sau hiệp đầu tiên, Lille cũng vùng lên và có được bàn rút ngắn cách biệt sau đó trong hiệp 2. Nhưng PSG vẫn có được chiến thắng chung cuộc với cách biệt 2 bàn nhờ sự tỏa sáng của Colomboani với bàn thắng quyết định. Chiến thắng với tỷ số 3-1 giúp PSG là đội duy nhất tại Ligue 1 còn giữ được thành tích toàn thắng. Juve hòa nhạt. Đêm qua tại Serie A diễn ra trận cầu đỉnh giữa Juventus và Roma. Hai bên đã tung ra sân nhiều ngôi sao với mong muốn có được chiến thắng. Dù vậy trận này, những cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ và tỷ số không đều là điều cuối cùng xuất hiện tại sân Juventus. Đây là kết quả tương đối thất vọng với những nỗ lực mà cả hai đội đã tạo ra trong trận đấu này. Chelsea đón tin xấu từ Gusto. Sau trận hòa Crystal Palace, Chelsea còn phải nhận thêm tin dữ từ Malo Gusto khi hậu vệ này không may mắn dính chấn thương và phải rời sân ngay lập tức. Lúc này, vẫn chưa ai có thể biết được chính xác tình trạng của Malo. Ngay cả huấn luyện viên Enzo Maresca cũng chỉ đưa ra phỏng đoán sau trận. Chúng ta sẽ đánh giá xem điều gì đã xảy ra với Malo. Có vẻ như đó là một vấn đề về cơ và chúng ta sẽ xem xét kỹ. Ở mùa giải trước, Malo Gusto chính là sự lựa chọn không thể thay thế bên hành lang cánh phải của Chelsea. Theo thống kê, ngôi sao người Pháp đã thi đấu 27 trận tại giải Ngoại Anh trong tổng số 37 trận đấu cho The Blues trong mùa giải 2023-2024. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng với 9 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Điều an ủi với Malo Gusto cũng như Chelsea vào lúc này chính là việc sau vòng đấu này, giải Ngoại Anh sẽ tạm nghỉ trong vòng 2 tuần để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia hội quân thi đấu. Nếu gặp chấn thương nhẹ thì Malo hoàn toàn có cơ hội trở lại thi đấu tại vòng 4. Bayern Munich nhẹ nhàng chiến thắng. Ở vòng 2 Bundesliga, Bayern Munich thi đấu trên sân nhà tiếp đón Freiburg. Đội bóng của Vincent Kompany chơi khá thoải mái trong trận này và không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng. Trong hiệp 1, Harry Kane là người đã mở tỷ số sau pha dứt điểm trên chấm phạt đền. Còn trong hiệp 2, tới lượt Thomas Müller lên tiếng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị để ấn định chiến thắng 2-0. Chiến thắng này giúp cho Bayern tiếp tục toàn thắng tại Bundesliga. Ugarte thư hưởng số áo của Sancho. MU tối qua thông báo tân binh Manuel Ugarte sẽ thư hưởng chiếc áo số 25 của Jadon Sancho để lại. Ở cấp câu lạc bộ,
Đây là lần đầu tiên Ugarte khoác áo số 25 trong sự nghiệp. Trước đó, tiền vệ 23 tuổi mặc áo số 4 và số 14 trong mùa giải duy nhất chơi cho PSG. Ugarte từng trải qua mùa 2010-2021 gắn bó với số áo 25 trong áo tuyển Uruguay. Gần đây, cựu tiền vệ của Sporting Lisbon chủ yếu mặc áo số 5 mỗi khi lên tuyển. Trước Ugarte, Jadon Sancho là cầu thủ MU gần nhất khoác áo số 25. Tuyển thủ Anh thi đấu không thành công và phải gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Ugarte là tân binh thứ 5 của MU trong phiên chợ hè 2024, sau tiền đạo Joshua Zirkzee, cặp trung vệ Lenny Zoro, Matthew Delic, hậu vệ cánh Nusay Marawi. Vừa qua, Ugarte đã ra mắt cổ động viên MU trên sân Old Trafford, nhưng anh chưa được vào sân thi đấu. Sancho nhận số áo mới tại Chelsea. Sau khi ra mắt Sancho, câu lạc bộ Chelsea mới đây đã thông báo áo đấu của hậu vệ này. Cụ thể, Jadon Sancho sẽ mặc áo đấu số 19. Đây cũng là số áo của Pedro Neto từng mặc ở mùa giải trước, cũng như ở trận đấu đầu tiên của mùa giải này. Hiện Neto đang mặc áo số 7 của Raheem Sterling để lại. Chia sẻ về quyết định rời MU để chuyển đến Chelsea vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Jadon Sancho cho biết: "Thật là điên rồ. Rõ ràng đó là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng nên mọi thứ được dự đoán sẽ hơi điên rồ. Nhưng tôi thực sự vui vì cuối cùng mọi chuyện đã xong. Chelsea là biểu tượng. Những thần tượng của tôi khi lớn lên là Didier Drogba và Frank Lampard, và giờ tôi có cơ hội chơi cho câu lạc bộ này giống như họ. Đó là một cảm giác tuyệt vời." Giờ đây Sancho sẽ tập luyện và chờ đợi cơ hội ra sân cho Chelsea trong giai đoạn tới của mùa giải. Vừa qua anh chỉ ngồi theo dõi các đồng đội mới thi đấu từ khán đài. Tuyển Nga đi chuyên cơ sang Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết tuyển Nga sẽ di chuyển bằng chuyên cơ đến Hà Nội và dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 13 giờ ngày 4 tháng 9. Sau khi hạ cánh, đội sẽ di chuyển về khách sạn ổn định chỗ ở và ra sân tập vào khoảng 19 giờ tối cùng ngày. Đây là lịch trình gấp của tuyển Nga khi đội chỉ có chưa đến một ngày để nghỉ ngơi trước khi gặp đội tuyển Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9. Thông thường các đội sẽ di chuyển sớm hơn khoảng 2-3 ngày trước mỗi trận đấu quốc tế. Trong danh sách sơ bộ 38 tuyển thủ, huấn luyện viên Valery Kapin triệu tập nhiều gương mặt sáng giá đang thi đấu ở nước ngoài như thủ môn Matvey Safonov, PSG, tiền đạo Herman Onuga, Fele và tiền vệ Dalot Kuziev, Le Havre. Đáng chú ý, tiền vệ Maxim Glushenkov đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Nga thời điểm hiện tại với 7 pha lập công cũng góp mặt. Tuyển Thái Lan sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 9 trước khi so tài với tuyển Nga vào ngày 7 tháng 9 và tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 9. Danh sách vòi chiến vắng mặt Chanathip Songkrasin, Thiraton Bumathan, chỉ toàn cầu thủ trẻ. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVF Vlog.